Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Đức Giêsu nói với mọi người rằng: Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy khi người ngự đến trong vinh quang của mình của chúa cha và của các thánh thiên thần đó là lời Chúa. Lời Chúa khi đô, lời Chúa. Kính thưa ông bà anh chị em. Kể từ khi đạo Công giáo chúng ta được truyền đến Việt Nam vào giữa thế kỷ thứ 16 thời hậu Lê thì đã chịu nhiều bách hại cấm cách đủ điều và trong suốt 300 năm dài đằng đẵng thì hàng trăm ngàn người đã phải rời bỏ quê hương của mình, chạy trốn đến nơi rừng thiêng nước độc để nhằm có thể bảo toàn đời sống đức tin của mình. Hơn 130.000 người đã ngã xuống dưới lưỡi gươm bắt bớ, trong đó thì có 117 vị đã được phong thánh và một vị được phong chân phước các thánh tử đạo tại Việt Nam của chúng ta đã chết không phải là vì họ chống đối triều đình cũng không phải vì lỗi công bình bác ái với tha nhân nhưng mà họ đã chết để làm chứng cho tin mừng của Đức giê -xu. Xin chia sẻ với ông bà anh chị em hai giá trị tin mừng mà các thánh tử đạo đã làm chứng mà chúng ta vừa nghe đó là muốn theo Chúa phải từ bỏ chính mình và vác thập giá hàng ngày mà theo chúa thứ nhất từ bỏ chính mình là gì từ bỏ chính mình đó là từ bỏ ý riêng để sống theo ý chúa từ bỏ chính mình có nghĩa là từ bỏ những cái thói quen ý nghĩ ước muốn không phù hợp với luật chúa và từ bỏ chính mình cũng có nghĩa là từ bỏ tất cả kể cả mạng sống của mình để làm chứng cho Thiên Chúa. Đúng như Thánh Gioan đã nói, ánh sáng đã đến thế gian, nhưng mà thế gian lại ưa chuộng bóng tối hơn ánh sáng vì các việc họ làm đều xấu xa. Ngay từ khi ánh sáng tin mừng được đem đến Việt Nam thì người công giáo đã chịu bách hại từ nhiều phía và người ta đã nghĩ ra những cái tra tấn, những hình phạt khắc nghiệt nhất để mà làm thui chột bóp nghẹt cái đời sống đức tin của những người công giáo đất Việt. Những hình phạt có thể kể đến như là dùng thép nung đỏ để xâm vào má hai chữ tạ đạo hoặc là cầm tù, đánh đập, chém đầu, voi dày và khủng khiếp nhất có lẽ là hình phạt bá đao có nghĩa là dùng dao cùn để xẹo từng miếng thịt cho đến chết. Tuy nhiên, giữa cái u ám của lòng người và giữa cái đen tối của gian ác và thù hận, thì hình ảnh các thánh tử đạo tại Việt Nam vẫn đẹp và vẫn chiếu sáng rạng ngời như những vì sao giữa bầu trời đêm tối. Đó là hình ảnh ảnh của các thánh tử đạo Việt Nam khi mà bị bách hại thì họ vẫn bình an vẫn phó thác vào Chúa như tâm tình của bài thánh thi. Muôn thử thách vì Ngài đâu xá kể, không một lời oán trách thở than, chẳng xôn xao lòng thơ thới yên hàn, trước sau vẫn hiền hòa luôn kiên nhẫn. Đó là hình ảnh đẹp của Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng khi mà tại Pháp Trường trước cái chết vẫn không hề run sợ mà còn quay lại để nhắn nhủ với con cái và bạn hữu rằng hãy tha thứ hãy tha thứ cho những người tố cáo tôi hãy tha thứ cho những người bách hại tôi đó là hình ảnh đẹp của cha phêrô đoàn công quý khi bị bắt cầm tù thì ngài không vẫn không một lời oán trách nhưng vẫn an vui và vẫn động viên các bạn tù cử hành các bí tích cho họ cùng họ đọc kinh mân côi và rồi Ngài còn viết thơ để gửi về cho thân mẫu, cho thân bằng quyến thuộc động viên họ. Trong đó có đoạn Dù trăng trói gông cùng tù rạc, chén ngục hình xiềng tỏa chi nề, vui lòng cam chịu mọi bề, để cho trọn đạo trung thần hiếu tử. Và cũng thật đẹp, đó là hình ảnh của Thánh Himo Sila Liêm. Một tu sĩ đa minh Ngài đã rời bỏ đất nước Tây Ban Nha Bình an, giàu có Để rồi đến Việt Nam truyền đạo Để rồi chịu biết bao nhiêu khó khăn Về ngôn ngữ Về đồ ăn thức uống Về khí hậu Và khi bị bắt Thì Ngài bị nhốt trong một cái cũi chật hẹp Mặc dù người dáng Ngài rất là cao to Đến nỗi Nằm không nổi, ngồi không xong ấy thế mà ngài vẫn hăng say giảng đạo, lại còn rửa tội được cho con của một viên cai ngục. Thưa anh chị em, các thánh tử đạo tại Việt Nam đã không chùn bước trước hiểm nguy, đã không run sợ trước cái chết. Tại vì họ xác tín rằng, sau khi sự sống ở trần gian qua đi, thì họ sẽ được ban thưởng một sự sống mới, vĩnh cửu, bất diệt đó cũng là niềm xác tín của bệnh của bà mẹ của bảy anh em nhà Maccabee mà chúng ta đã nghe ở bài đọc 1. đó là Thiên Chúa là đấng ban sự sống và hơi thở cho con người đấng ấy sẽ trả lại sự sống cho những ai trung thành làm chứng cho người chắc chắn là các thánh tử đạo tại Việt Nam đã được thượng công ở trên thiên đàng và không chỉ có thế như lời của giáo phụ tetuliano đã viết. Máu các thánh tử đạo là hạt giống trổ sinh các tín hữu. Máu các thánh tử đạo tại Việt Nam đã đổ xuống, thấm vào lòng đất như hạt lúa gieo vào lòng đất, để rồi chịu chết đi, chịu biến đổi thành cây lúa, để có thể trổ sinh nhiều bông hạt, chính là giáo hội Việt Nam ngày nay của chúng ta, với hơn 7 triệu 200 ngàn tín hữu và đặc biệt là rất nhiều ơn gọi tu trì. Giá trị tin mừng thứ hai mà các thánh tử đạo làm chứng đó là vác thánh giá hàng ngày mà theo Chúa. Khi mà nghe những câu chuyện hào hùng về các thánh tử đạo tại Việt Nam thì cũng có người có một ước mơ thánh thiện đó là được trở nên như họ, chịu đau khổ chốc lát nhưng mà được nhanh lên thiên đàng được hưởng phúc vinh quang muôn đời nói thì nghe cũng hay nhưng chắc chắn thực tế không phải dễ như thế giống như một học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi thì không phải đó là kết quả của một cái sự thông minh nhất thời nhưng là kết quả của bao ngày tháng miệt mài đèn sách hoặc là như một vận động viên đoạt giải olympic thì không phải là do một cái sự may mắn ngẫu nhiên, nhưng đó là hoa trái của biết bao công khó luyện tập vất vả nơi thao trường. Và một cách tương tự như thế, các thánh tử đạo tại Việt Nam được diễm phúc tử đạo không phải là nhờ một cái phút giây can đảm nhất thời, nhưng họ đã luyện tập tử đạo mỗi ngày, luyện tập vác thánh giá mỗi ngày theo chân Chúa. Đó là những nỗ lực hy sinh, cố gắng Mặc dù khó chịu Nhưng luôn chịu khó Để mà hy sinh nhẫn nhịn nhau Trong đời sống chung Trong đời sống gia đình Đó là những nỗ lực hy sinh cố gắng Để đến nhà thờ Đưa con đi lễ Đi học giáo lý Mặc dù bận trăm công ngàn việc Với cuộc sống mưu sinh Và đó là những hy sinh nỗ lực Để mà sống theo lời Chúa dạy Sống ngay thẳng thật thà Mặc dù đôi khi thì người ta nói là thật thà thì thường thua thiệt mà lọc lửa lươn lẹo lại lên lương và phát thánh giá mỗi ngày cũng có nghĩa là dám chấp nhận bị bách hại chứ không làm ngơ trước những sự bất công gian dối thưa anh chị em con đường mà các thánh tử đạo đã đi qua đã làm chứng cho chúng ta đó là con đường từ bỏ mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo Chúa. Mặc dù mang thân phận người yếu đuối, nhưng nhờ ơn Chúa đỡ nâng cũng như ý chí kiên cường bất khuất, các vị đã chiến thắng khải hoàn. Là hậu sinh là con cháu của các vị, chúng ta cũng xin Chúa qua lời bầu cử của các thánh tử đạo tại Việt Nam giúp chúng ta cũng thêm kiên cường, quyết tâm và thêm ơn can đảm để có thể bước theo con đường làm chứng cho Chúa như các vị cha anh anh hùng của chúng ta đã đi qua. Amen. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đang ở Chủ nhật 33 thường niên, những ngày sắp hết năm phụng vụ, giáo hội cho chúng ta nghe những bài đọc hướng chúng ta tới ngày cánh chung. Nhưng qua đó những biến cố, những thiên tai mà lời Chúa chúng ta vừa nghe Chúa trấn an chúng ta đừng nao lòng Bởi vì những sự đó sẽ xảy đến Và Chúa muốn chúng ta tin tưởng phó thác nơi Ngài Đừng vì những sự cố ấy mà làm chúng ta phải sao nhãn đức tin Phải sợ hãi, phải run sợ Bởi vì đời sống với Tư Hữu là một niềm tin và một sự hy vọng vào Thiên Chúa Nhất là trung thành với đức tin đã lãnh nhận trong ngày chịu phép rửa tội, chúng ta sẽ được bình an trong ngày Chúa đến. Chủ nhật thứ 33 thường niên C làm chúng ta nhớ lại khởi đầu của năm phụng vụ, giáo hội đã kêu gọi con cái mình chuẩn bị tâm hồn đón Chúa Kitô và ngày hôm nay lời Chúa lại cho chúng ta trước biết trước những viễn cảnh sắp đến, Chúa Giêsu lại đến lần thứ hai, Ngài mà thực tại mai hậu của con người có nghĩa là chết, sự phán xét thiên đàng và hỏa ngục. Nhưng trước khi những sự việc ấy xảy ra thì sẽ có các tiên tri giả, nên lời Chúa mời gọi chúng ta cảnh giác và sống trong tỉnh thức cũng như hy vọng nhất là bền độ đến cùng trong niềm tin vào Thiên Chúa. Những gì lời Chúa chúng ta vừa nghe hình như đã xảy ra, hình như đang diễn ra trước mắt chúng ta. Nhưng Thiên Chúa chúng ta chắc chắn rằng Tất cả mọi sự đó diễn ra như ý Chúa muốn như vậy Để củng cố đức tin mọi người chúng ta Và giúp chúng ta bền đổ trong ơn gọi của của mình Chúa Giêsu hôm nay cũng dạy rằng Có kiên trì anh em mới giữ được mạng sống Giữ được linh hồn mình Lời răng dạy của Chúa Giêsu Mang đến Mang tính phổ quát liên quan đến mạng sống của mọi người ở đời này và đời sau Nhưng trước tiên Chúa muốn răng dạy những người đi theo Ngài Đó là chính chúng ta, những người ghi tu hữu Quả thật, mạng sống con người là quan trọng Nhất là sự sống đời đời Chúa Giêsu đã từng thốt lên Người ta sẽ lấy gì mà đổi được mạng sống mình Được lời lại cả thế gian mà mất mạng sống mình thì lợi ích gì đời này và thế giới vật chất này rồi sẽ qua đi nhưng chỉ thiên chúa hằng sống và luôn tồn tại mãi chúng ta thấy lời chúa chúng ta vừa nghe người ta dân do thái khen ngợi đền thánh jerusalem quy nga kiên cố nhưng chúa nói rằng sẽ có ngày nó sẽ không còn hòn đá nào trên hòn đá nào lời ấy nhắc nhở chúng ta rằng những gì chúng ta tích góp những gì vật chất của thế gian này rồi nó sẽ qua đi những hào nhoáng những xinh đẹp của nó rồi nó sẽ qua đi tàn phai trở về tới căn nguyên của nó là bụi đất và ngay cả chính bản thân của chúng ta chúng ta sẽ trở về với căn nguyên hình thành của chúng ta đó là bụi đất dẫu cho đẹp cách mấy dẫu cho sang trọng cách mấy thế rồi chúng ta trở về với cát bụi nhưng chỉ có chúa là tồn tại là đời đời là vĩnh hằng cho nên chúng ta hãy tin tưởng vào phó thác, chúng ta hãy nhận thức được rằng cùng đích đời của chúng ta là ở đâu, chính là ở Thiên Chúa, cho nên chúng ta phải sống những giây phút hiện tại như thế nào cho đẹp lòng Chúa để mai này chúng ta được xứng đáng chiêm ngưỡng dung nhan và chiêm ngưỡng sự thật của đời chúng ta đó chính là Thiên Chúa. Lời cảnh tỉnh xưa của Chúa Giêsu vẫn luôn có tính chất thời sự. Kể cả đối với chúng ta những người đang sống trong thế kỷ 21 này Chúng ta cần phải phân định đâu là tinh thần của Chúa Và đâu là tinh thần của sự giữ Đúng vậy ngày nay Có những cứu thế giả toan tính thay thế Chúa Giêsu Những thủ lãnh của thế gian này muốn thu hút về mình tâm trí của người khác Nhất là của những người trẻ Chúa Giêsu cảnh giác chúng ta Các con đừng đi theo chúng Lời Chúa nói các con cứ bền độ đến cùng các con sẽ giữ được linh hồn các con những lời tiên tri của Chúa Giêsu chứa trang niềm hy vọng lời ấy như tiếng mời gọi chúng ta sống hy vọng và kiên nhẫn chờ đợi những thành quả của ơn cứu độ tính thác nơi ý nghĩa sâu xa của cuộc sống và lịch sử những thử thách và khó khăn là điều thuộc về một kế hoạch rộng lớn hơn Chúa là chủ tể lịch sử ngài hướng dẫn mọi sự đến chủ viên mãn Dầu có những sáo động Và tai ương làm cho chúng ta trao đạo Làm cho thế giới này bất an Nhưng kế hoạch và từ nhân lòng thương xót của Thiên Chúa sẽ viên mãn Ước mong qua lời Chúa Luôn gìn giữ chúng ta cho chúng ta thêm đức tin và niềm trông cậy vào lòng thương xót của Thiên Chúa để chúng ta chu toàn bổn phận của ký tư hữu ngay ở đời này ngay những giây phút này để mai này chúng ta được đầy hạnh phúc bên Thiên Chúa. Amen. Hôm nay, phùng vụ giáo hội kính nhớ các thánh tự Đào Việt Nam và đặc biệt là giáo hội Việt Nam của chúng ta mừng kính trọng thể các bậc cha ông của chúng ta là những chứng nhân anh dũng đã can đảm hiến dân mạng sống mình vì tình yêu Chúa Kitô. Kính thưa của ông bà anh chị em các vị tự đạo của chúng ta đã được Đức Thánh Cha Doan Phao Lô Đề Nhị tôn phong hiện thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988. Trong nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau, kể từ lúc tin mừng bắt được bắt đầu được loan báo tại quê hương đất nước Việt Nam vào thế kỷ thứ 16 cho đến cuộc bắt hại khốc liệt nhất vào thế kỷ thứ 19 đã có nhiều chứng nhân anh dũng cả người Âu lẫn người Việt hy sinh thân mình vì Chúa Kitô. Trong số các vị có nhiều thành phần ơn gọi khác nhau, giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân, bao gồm nhiều người tham gia việc tông đồ bác ái trong các giáo xứ, đó là các giáo lý viên và các vị trùm họ. Các thánh tự đạo Việt Nam đã đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu, ai muốn theo ta phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Và ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Kính thưa quý ông bà anh chị em, các vị tự đạo là những người đã thể hiện niềm tin trung kiên trong việc bước theo Chúa Kitô trên con đường thập giá và điều đó được thể hiện qua những lời của Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh. Những cực hình thường làm cho người khác buồn sầu, nhưng nhờ ơn Chúa giúp, tôi vẫn đầy vui sướng hân hoan, bởi vì tôi không chỉ có một mình nhưng có Đức Kitô ở cùng tôi, người là thầy của chúng ta. Nếu ta cùng chết với người Ta cũng sẽ cùng sống với người Nếu ta kiên tâm chịu đựng Ta sẽ cùng hiển trì với người Và không có gì tách các ngài ra khỏi tình yêu của Đức Kitô Nhờ đấng đã yêu mến các ngài Như lời Thánh Phaolô đã nói Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô Phải chăng là gian truân khốn khổ, đói rách, hiểm nguy bắt bớ gươm giáo nhưng trong mọi thử thách chúng ta toàn thắng nhờ đấng đã yêu mến chúng ta là đức giêsu kitô kính thưa quý ông bà anh chị em các thánh tự đào việt nam đã thể hiện niềm tin yêu và hy vọng qua những lời mà các ngài tuyên xưng và đặc biệt là các ngài đã dám hy sinh mạng sống mình để làm chứng cho tình yêu để trở nên những chứng nhân của niềm hy vọng, chứng nhân của Đức Giêsu Kitô phục sinh. Các ngài là những người thực hành những điều mình dạy, như lời của Thánh Theophanoven. Tôi đã suốt đời thuyết giảng về đào thập giá. Nay tôi lại đạp lên thập giá thế nào được? Tôi thiết nghĩ sự sống đời này đâu quý hóa đến đồ tôi phải bỏ đào mà mua. Đó cũng chính là tinh thần sống theo tin mừng của Chúa Giêsu. Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Thân xác tôi ở trong tay quan, quan muốn làm gì tùy ý, nhưng linh hồn tôi là của Chúa, không có gì khiến tôi hy sinh nó được. Đó là những lời tuyên xưng niềm tin của Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh. Và đó cũng chính là sự thể hiện của tinh thần người môn đệ Chúa Kitô xứng đáng bước theo Ngài trên hành trình thập giá và cũng là hành trình dẫn đến vinh quang phục sinh. Người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình thì nào có lợi ích gì. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, các thánh tự đào mặc dù bị muôn vàng cực hình đau khổ nhưng vẫn một lòng cầy trông với niềm vui mừng hân hoan một vị quan đã nói ông có thể từ vẫn như những người dũng cảm thường làm và đức cha y đã trả lời rằng chúng tôi không được từ vẫn vì đó là trọng tội nhưng nếu vì đạo mà quan truyền giết tôi thì tôi vui mừng khôn kệ xiết thánh phêrô cũng đã nói với các tín hữu của mình trong thư thứ nhất rằng được chia sẻ những đau khổ của đức kitô bao nhiêu anh em hãy vui mừng bấy nhiêu để khi vinh quang người tỏ hiền anh em cùng được vui mừng hoan hỷ nếu bị sỉ nhục vì danh Chúa Kitô anh em thật là có phúc bởi lẽ thần khí vinh hiển và uy quyền là thần khí của Thiên Chúa ngự trên anh em kính thưa quý ông bà anh chị em phần thưởng dành cho các thánh tự đạo đó là linh hồn của các ngài ở trong tay Chúa và không có gì làm hại được các ngài. Các ngài đang được Thiên Chúa ban ân phúc trên nước thiên đàng và máu của các thánh tự đạo đã làm trổ sinh hạt giống đức tin chính là các Kitô hữu chúng ta. Ai nghèo ngào ra đi gieo giống mùa gặt mai sau khắp khởi mừng. Đó chính là thành quả mà các vị chứng nhân anh dụng của chúng ta đã đem lại cho hội thánh một vụ mùa được kết quả dồi dào phong phú đó là hạt giống đức tin được trổ sinh hoa quả dồi dào trên chính quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta. Và các ngài đang được hạ hưởng hạnh phúc như lời Chúa Giêsu đã hứa cho tất cả các môn đệ trung tín của ngài. Phúc thay ai chịu bắt hại vì sống công chính vì nước trời là của họ là con cháu của các vị tử đạo. Mọi người chúng ta cùng dâng lời chúc tùng tạ ơn Chúa với các ngài và xin các ngài chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta. Amen. Kinh thưa quý ông bà anh chị em, thật khó có thể nói cho cạn lời về cái chết của các vị tử đạo nói chung và cách riêng là các vị tử đạo ở Việt Nam mà hôm nay chúng ta mừng kính đó là cái chết đầy đau thương đáng sợ và đối với nhiều người nếu như người ta chọn một cái chết như thế thì bị coi là điên là dại thế nhưng đối với người công giáo chúng ta cái chết của các vị tử đạo cho dù là cái chết đau thương man dợ và dù nó có đáng sợ đến cỡ nào thì cái chết ấy cũng rất anh hùng rất xứng đáng để đời đời ca ngợi và tôn vinh chúng ta tự hỏi tự sao Tại sao lại như vậy? Có lẽ câu trả lời đơn giản và thân thuộc đối với mỗi người chúng ta là bởi vì các đấng yêu Chúa và yêu yêu Chúa và tin Chúa với một tình yêu vô cùng là mãnh liệt. Yêu Chúa yêu như thánh Phaolô, không có gì có thể tách tôi ra khỏi tình yêu của Đức Kitô, cho dù là gian truân, đói khổ, cho dù là bách hại Thưa anh chị em, bên cạnh đó yêu Chúa thì cũng là yêu người Chắc chắn là chúng ta có yêu con người và có muốn con người của mình và của người khác Được thăng tiến cả phần hồn, cả phần xác Thì chúng ta mới yêu Chúa, mới đặt lòng tin vào Chúa trong dịp tĩnh tâm cho các linh mục giáo phận vừa qua, Đức cha Giuse giảng huấn đã trích dẫn một mẫu đối thoại giữa một nhà thần học và một vị thiền sư. Mẫu đối thoại đại khái như thế này. Nhà thần học hỏi: Tôn giáo nào là tôn giáo tốt nhất? Vị thiền sư trả lời: Tôn giáo tốt nhất là tôn giáo có thể đưa anh đến gần đấng tối cao nhất và là tôn giáo có thể biến con người chúng ta trở thành người tốt hơn, có nghĩa là làm cho chúng ta biết cảm thương hơn biết theo lẽ phải hơn, biết từ bỏ hơn, biết dịu dàng hơn, nhân hậu hơn, có trách nhiệm hơn và đạo đức hơn. Có lẽ rằng tổ tiên của chúng ta đã khám phá ra điều này khi đón nhận tin mừng của Chúa Giêsu ngang qua các vị thừa sai truyền giáo. Chúng ta muốn giữ đạo hiếu thì tin mừng của Chúa giúp cho chúng ta trở thành người con hiếu thảo nhất trong những người con hiếu thảo. Kinh thánh nói, ai yêu mến cha mình thì đền bù tội lỗi Ai thảo hiếu mẹ mình thì như tìm thấy kho tàng Và chúng ta có muốn hòa bình Có muốn bình an cho cộng đồng thế giới Cho đất nước và xã hội của chúng ta Thì tin mừng của Chúa dạy cho mỗi người chúng ta Nếp sống khó nghèo, hiền lành, luôn biết tha thứ Không tham lam, sống công bình và bác ái Nếu như vậy thì làm gì có chiến tranh làm gì có chuyện con người loại trừ lẫn nhau và chiếm đoạt của nhau. Và nếu như chúng ta muốn luôn luôn được người khác yêu thương và tôn trọng mình thì chẳng phải là Chúa đã dạy chúng ta hãy dùng tiền của bất chính mà mua lấy bạn bè. Hay nói cách khác, sống làm sao để cho người khác thương mình, tôn trọng mình. Hay chúng ta muốn mình có thể vượt lên trên số phận bi đát của mình thì Chúa dạy chúng ta hãy có một sự kiên vững giống như bà quá nghèo đi van nài ông quan tòa bất chính. Một bài thơ đọc một lần thì có thể không thuộc, nhưng nếu đủ kiên nhẫn để đọc đến 10 lần, 100 lần, thậm chí là 1000 lần thì chắc chắn là sẽ thuộc. Và tổ tiên của chúng ta đã khám phá được chính Chúa Giêsu đã mang đến cho loài người một tôn giáo tốt nhất, một tôn giáo có khả năng tốt nhất để làm cho con người của chúng ta trở nên những con người tốt hơn nhìn chung các vị đã tin rằng đạo hay là tin mừng của chúa mang lại giá trị làm người đích thực cho họ trong đó có đạo làm con đạo làm cha đạo làm mẹ tóm lại là đạo làm người và vì thế họ mới một lòng gắn bó với đạo gắn bó đến nỗi sẵn sàng chết vì đạo bởi vì trong tâm tư của họ lúc nào cũng ý thức còn đạo là còn tôi mất đạo là tôi thì tôi cũng chẳng còn gì chẳng khác chi một con vật một ngày kia phải chết. Vậy thưa anh chị em, từ xa xưa người Việt Nam của chúng ta đã có một câu ca dao rất chí lý như thế này. Muốn sang thì phải bắt cầu kiều, muốn con hay chữ thì phải yêu lấy thầy. Không yêu thầy thì có khi những gì mà thầy dạy cho dù nó có hay đến mấy thì cuối cùng cũng chỉ như nước đổ đầu vịt, nước đổ lá khoai. Mừng lễ các thánh tử đạo, hôm nay chúng ta cũng được mời gọi hãy tiếp bước tinh thần của các vị tử đạo tổ tiên của chúng ta, hãy yêu mến đạo của mình, hay nói cách khác là yêu lấy Chúa của mình, bởi vì chỉ có yêu Chúa, yêu đạo thì chúng ta mới có thể và có đủ sức mạnh, đủ nghị lực, đủ ý chí để có thể thực hành những gì mà đạo dạy chúng ta. Chắc chắn chúng ta thực hành những gì mà đạo dạy mình thì có lẽ mỗi người chúng ta sẽ trở nên những con người tốt hơn